Bimiu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hòa. Vậy mà sau bao năm, sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ. Sơn xanh sắp hết nhưng anh thôi không còn nghĩ ngợi. Xuống phố môi tôi cho quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Lời hứa mãi chẳng xa rời. Hạnh phúc ta lúc không vui vì đã biết chính đôi ta là hai mảnh ghép bức tranh về mình. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả mọi người có mặt trong chương trình Chân Ái, chương trình để gắn kết những trái tim. Kính thưa quý vị, chương trình Chân Ái được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và chương trình của chúng tôi là dành cho những người đang mải mê, đang đi tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Nhưng nếu như chúng ta chưa tìm thấy, đừng ngần ngại gì cả, hãy đến với Chân Ái để gặp chúng tôi. Tại đây có những cảm xúc hết sức chân thành và sự chân thành sẽ dẫn đến trái tim và trái tim. Trong khi thực hiện chương trình, chúng tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Đó chính là có nhiều người chúng ta nghĩ rằng họ có nhiều đối tượng. Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng họ có quá nhiều những cơ hội. Nhưng không, một trong những điều vô cùng quan trọng đó chính là họ phải biết mở lòng mình ra, dám nhìn thẳng vào sự thật và nói với tất cả mọi người, nói với những đối tượng và đặc biệt với chính mình. Cảm xúc chân thành đó là tôi đang cần một miếng ghép, một nửa trái tim để chúng ta trở thành một khối thống nhất để đi đến hạnh phúc. Thì họ lại không dám. Và thưa quý vị, đến với chương trình Chân Ái, chúng tôi luôn luôn chào đón những cảm xúc chân thực nhất để chúng ta có được đúng nghĩa hai từ chân ái. Và sẽ luôn luôn có một ban cố vấn đồng hành cùng với Cát Tường và Xuân Bắc trong xuyên suốt những chương trình của Chân Ái. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi Minh Vy và Cẩm Ly. Dạ, chào hai anh chị. Hai anh chị hôm nay xuất hiện với tư cách là ban cố vấn. Và khán giả luôn đặt câu hỏi là không biết các thành viên ban cố vấn có thực sự là những người có kinh nghiệm trong tình trường, trong cuộc sống gia đình hay không? Ví dụ như là mình có những cái trải nghiệm trong cuộc sống vợ chồng, mình biết được, mình rút được những cái kinh nghiệm thì nghe nó có vẻ hợp lý hơn. Còn nói về kinh nghiệm tình trường có nghĩa là chứng tỏ rằng là cái người đấy là có trải qua nhiều mối tình và nói chung là không hay, không thích câu đó, không thích. Anh hỏi lộn ở đó, anh phải hỏi em. Nói gì chi cho để chị nói em không hay. Đúng rồi. Đây, người có kinh nghiệm tình trường là đây này. Đấy. Tức quá à. Bởi vì là người có kinh nghiệm tình trường cho nên bây giờ vẫn là vườn không nhà trống. Em đâu có muốn em là có cái kinh nghiệm trong tình trường đúng, đâu. Đúng. Cái đó là chẳng qua là cái thiên thời địa lợi nhân hòa nó đẩy đưa làm cho em có nhiều mối tình. Em không hề muốn điều đó. Dạ, người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được một người yêu thương mình, một chân ái cho mình và đi với mình một đoạn đường dài trong cuộc sống. Và đó cũng là ý nghĩa của chương trình Chân Ái của mình. Thế em hỏi anh một câu nhé, trước khi đến với chị Vy đó, trước khi đến với chị Ly đó thì không biết là chị Vy hay chị Ly nó khác nhau à? Nếu anh nhớ không lầm là có một chị tin tưởng. Chắc em quên nhưng mà sẵn đây anh nhớ luôn. Năm 1997. Cổ chớp mắt cho các bạn có thể nhớ. Em vừa cột cho nó cho như chắc. Là anh có tặng em một cái hoa trên Đà Lạt. Em á, anh nhớ luôn mà. Nó nhiều quá giờ bắt đầu rà lại. Đâu lên tới Đà Lạt dữ vậy anh? Có. Bây giờ rà lại mình lúc đó lại. em làm một diễn viên cho anh. Làm diễn viên là em đang làm vai trò trách nhiệm của một người diễn viên thôi. Thôi em thấy là tình hình này, anh mời cố vấn về vị trí giùm em cái đi. Không thôi bể nữa đó nha, bể nhiều lắm. Bể nhiều lắm. Nếu không thì hỏng hết bánh kẹo. Hỏng. Ngay bây giờ, một tràng pháo tay thật lớn cho ban cố vấn vào vị trí của mình ạ. Và vẫn với tràng pháo tay đó chúng ta lớn hơn nữa,
dành cho cả quan viên hai họ có mặt trong buổi ghi hình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các cặp đôi họ đến với nhau được hay không còn cần có sự chúc phúc của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là những người thân gia bằng quyến thuộc trong gia đình của mình. Nếu như chúng ta yêu nhau mà chúng ta được lời chúc phúc từ gia đình thì tình yêu đó mới thật sự là tuyệt vời và viên mãn. Thưa quý vị, những người thân thiết, người thân của những người tham gia chương trình hôm nay của chúng ta, họ sẵn sàng đưa ra nhận xét của mình, thậm chí đưa ra lời khuyên cũng như có thể là những lời cảnh báo. Và đó là một điều không thể thiếu trong chương trình Chân Ái của chúng ta. Và điều quan trọng hơn cả, hơn tất cả những gì mà từ đầu chúng tôi giới thiệu, đó chính là những người tham gia trực tiếp chương trình Chân Ái. Xin mời. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với phần thứ nhất của chương trình Chân Ái, đó chính là hy vọng. Tất cả chúng ta đều có quyền hy vọng, và đôi khi niềm hy vọng cho chúng ta sức mạnh. Đôi khi niềm hy vọng đem đến cho chúng ta sự may mắn. Trên sân khấu hiện nay đang là 4 người tham gia. Họ thực sự khát khao muốn tìm kiếm được một nửa của mình. Và bây giờ chính là lúc sự hy vọng của họ sẽ được nhen lên khi xem những hình ảnh sau đây. Chào mọi người, mình là Dương Cầm, năm nay mình 30 tuổi. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Cà Mau. Nhiều người thì cho rằng là mình mạnh mẽ với vẻ bề ngoài của mình, nhưng sâu bên trong nó là những vết xước và những đổ vỡ. Mình đã kết hôn vội vã ở tuổi 20. Cuộc sống hôn nhân quá sớm, không phải màu hồng như những gì mình đã nghĩ. Và kết thúc cho một mối tình non trẻ đó là tờ đơn ly hôn mình gửi đến anh. Anh đã nhanh chóng đồng ý. Kể từ lúc đó, mình đã không còn thiết tha để tìm hiểu thêm ai nữa. Nhiều lúc mình tự hỏi rằng bản thân của mình đã làm sai điều gì để hạnh phúc đến với mình lại khó khăn như vậy. Hay chăng một người từng đổ vỡ trong hôn nhân như mình khó có thể chạm được tới hạnh phúc trọn vẹn. Có mặt ở chương trình ngày hôm nay, mình đã tự cho bản thân của mình một cơ hội để đón nhận hạnh phúc mới, và hy vọng chương trình sẽ giúp mình tìm được chân ái của cuộc đời. Ngọc Cầm, thì năm nay em 30 tuổi đúng không? Dạ, và đúng cái rồi, mối hôn nhân đã qua rồi, thì từ đó đến nay là bao nhiêu năm rồi em? Dạ, nhớ thưa không? Chị là 7 năm ạ. 7 năm đã trôi qua. Cái nguyên nhân gì mà em đã kết hôn lúc sớm và cũng quyết định chia tay trong vội vàng? Có lẽ là do tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì em cứ nghĩ là khi mà mình yêu rồi thì mình chỉ cần là muốn được ở bên cạnh người mà mình yêu thương thôi. Chứ em không có nghĩ nhiều về cái vấn đề là sau khi mà mình lấy nhau rồi á thì sẽ còn phải mình làm vợ, rồi mình làm dâu, rồi mọi thứ ở trong gia đình nữa. Nó sẽ hoàn toàn chuyển sang một cái trang mới mà mình phải đối mặt. Lúc đó là em không suy nghĩ được như vậy nên em đã kết hôn vội để xảy ra cái chuyện mà mình không mong muốn như vậy. Khi nghĩ về cái hôn nhân đó thì em có nuối tiếc điều gì không? Thưa chị, nếu mà nói hối tiếc á thì có lẽ là em không hối tiếc, tại vì do chính bản thân em lựa chọn. Em cũng thầm cảm ơn những gì mà mình đã trải qua. Có lẽ là nó không được tốt đẹp, nó không được vui, nhưng mà ít ra nó sẽ cho em một bài học hữu ích. Và nó sẽ giúp em sau này khi mà mình tìm được một chân ái thật sự của mình thì mình sẽ biết vun vén và mình giữ được cái hạnh phúc của mình, không còn bồng bột như xưa nữa. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của em, rất sâu sắc. Một người con gái ở tuổi 30 thật sự là không quá lớn, nhưng thật ra cũng không còn trẻ nữa. Và chị tin những điều em chia sẻ, những cái đau khổ mất mát trong quá khứ, nó sẽ là một cái hành trang rất vững chắc để mình bước vào cuộc tình tiếp theo với đầy đủ những kinh nghiệm và những cái sự nồng thấm của mình, thì cái mối tình của mình nó sẽ bền vững hơn. Và hy vọng điều đó em sẽ tìm thấy trong chương trình Chân Ái ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em, anh là Nguyễn Long Hồ, 42 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng an ninh của khách sạn Caravel Sài Gòn. Anh là một người rất là thẳng thắn, không thích hoa mỹ. Có lẽ vì mải mê với công việc mà đến ngày hôm nay anh vẫn còn độc thân. Anh không quan tâm lắm đến ngoại hình hay địa vị của đối phương. Anh chỉ cần sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Đến với chương trình, mục tiêu cuối cùng của anh là được gặp em. Một nửa còn lại của anh đang tìm kiếm.
em hãy quay lại và cùng nhau bước đến vòng cuối cùng em nhé. Cho tôi hỏi, bạn đã nghe được tâm sự của một người. Ngay lúc này cảm xúc của bạn thế nào? Trước hết thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Tại vì khi người con gái lớn lên thì ai cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đó là cái quy luật của tạo hóa ngàn đời rồi, không thể thay đổi được. Thường thì ở dưới quê người ta sẽ thường lập gia đình sớm hơn ở Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn thì thường là lo cho công danh sự nghiệp nhiều. Và ở dưới quê thì khi lớn lên ba mẹ chỉ mong là con cái có nơi có chỗ để ba mẹ yên tâm. Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giống như Cầm chia sẻ là khi lập gia đình sớm như vậy đó, mình còn chưa có đủ cái vững chãi và cũng chưa có đủ cái lập trường để mình bảo vệ cái tình yêu, cái hạnh phúc của mình. Cho nên chuyện gãy đổ cũng là bình thường. Cho nên em cảm thấy điều đó em rất là thông cảm và chia sẻ với bạn. Thông cảm và chia sẻ. Mẫu bạn gái lý tưởng để trở thành vợ của bạn? Em cũng không có chú trọng lắm về cái hình thức bên ngoài. Em quan trọng nhất là khi mà những người mà yêu nhau đến được với nhau và đi với nhau một con đường dài, kể cả cuộc đời, thì cái tình cảm con người và cái cách đối nhân xử thế là quan trọng hơn. Cho nên em chuộng cái nội dung hơn là cái hình thức. Vâng, rất tuyệt vời. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có đủ 4 phần để bạn vừa cảm nhận về hình thức, vừa cảm nhận về nội dung để có những quyết định mà chúng tôi hy vọng đó sẽ là những quyết định chín chắn, đầy đủ những lý lẽ, cả về con tim, cả về lý trí, để các bạn tìm được chân ái của mình. Cho tôi hỏi bạn Long Hồ một câu nữa. Nhiều năm trước bạn đã phải chia tay một mối tình của mình vì một cái lý do mà bạn cho rằng là nó không đáng, đó là không hợp tuổi. Nếu như bây giờ bạn lại tiếp tục tìm thấy một cái tình yêu, trái tim bạn một lần nữa rung lên, nhưng rồi cô ấy cũng không hợp tuổi với bạn, nhà của bạn gái cũng phản đối mối tình của các bạn, bạn sẽ làm gì? Thật ra thì mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà với cái mối tình trước đây mà không hợp tuổi đó, thì thật sự đó là một cái mối tình đẹp. Hồ thì yêu trễ lắm, sau khi tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm một thời gian mấy năm rồi mới bắt đầu yêu. Tại vì hoàn cảnh gia đình cũng ở dưới quê, cũng ở An Giang, cũng khó khăn. Và khi lên Sài Gòn lập nghiệp thì cũng có nhiều cái khó khăn, cho nên cũng không có quen bạn gái sớm. Hai người quen nhau thì cũng hơn 2 năm trời, nhưng mà thật sự mà nói đó là cái mối tình đẹp, không có để lại cái ấn tượng gì xấu. Tuy nhiên khi đến lúc mà lập gia đình đó, thì gia đình bạn gái từ chối. Tại vì nhà của bạn gái đó là rất là quan tâm tới vấn đề tuổi tác. Nói là kỳ tuổi á, thì có làm tổng thống cũng không gả đâu. Còn hợp tuổi á, thì có đạp xích lô họ cũng gả. Đó là một câu nói rất là chân thành, mà nói chung mình phải tôn trọng gia đình của bên bạn gái. Tại vì khi người ta nuôi con người ta lớn lên rồi cũng muốn con người ta lập gia đình thì phải được hạnh phúc. Đến cuối cuộc đời gia đình đó nhìn thấy được hai cái tuổi nó không hợp và từ chối thì điều đó em cũng phải chấp nhận. Nhưng bây giờ Tường đang hỏi là bây giờ nếu bạn cũng rơi vào một tình huống như vậy nữa, bạn sẽ xử lý như thế nào? Một cái giải pháp. Dạ, giải pháp của em thì để cho bạn lựa chọn. Tại vì khi mà em quyết định em đến thì phần của em đã xong, còn phần còn lại là do phía nhà bạn. Và tình yêu của bạn đã đủ lớn hay chưa để bạn vượt qua cái rào cản của gia đình thì đó là tùy bạn quyết định. Nếu như em đến mà gia đình bạn nói là kỳ tuổi không gả cũng giống như trường hợp trước thì tùy bạn thôi, tại vì em hoàn toàn cho bạn quyết định. Bởi vì trong cuộc sống mình không thể ép ai làm cái gì trái ý của họ. Không phải là ép, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải đấu tranh. Để đạt được mục đích của mình, để đạt được tình yêu của mình, đôi lúc phải trải qua nhiều sóng gió. Theo Ly nghĩ là tại vì nãy giờ Hồ chia sẻ thì phải công nhận là cái trường hợp của Hồ là bất khả kháng thiệt. Tại vì nó khó quá luôn, không thể thuyết phục. Nhưng mà đó là ở ngay thời điểm đó, nó lâu rồi. Với lại Hồ nói như vậy, tức là phần Hồ lo xong rồi, phần bạn gái là bạn gái phải lo. Cái đó thì Ly không đồng ý lắm. Tại vì nếu mà cái tình cảm mình đủ lớn, mình xong phần mình phải nắm tay, mình phải thêm cái nỗ lực cho bạn gái mình nữa. Nếu mà bạn gái mình không mình truyền lửa. Và cái điều quan trọng là làm sao mà mình thuyết phục người nhà cảm thấy ok, tuổi kỵ nhưng thực sự là họ đặt cái niềm tin vào mình tuyệt đối thì chắc chắn là họ sẽ bước qua. Tại vì hạnh phúc của con vẫn là lớn nhất. Thật sự thì trước đây em cũng nghĩ tới điều đó và em cũng đã đến nhiều lần, nhưng mà gia đình vẫn giữ nguyên cái thái độ đó. Và hồi đó em cũng có vận động bạn là thứ nhất, anh không khuyên em chống đối lại với gia đình. Khi mà em cảm thấy rằng bây giờ trên cái phương diện pháp luật thì chỉ hai người đăng ký kết hôn thì không có cha mẹ nào ngăn cản được hết, và chúng ta hiển nhiên là thành vợ chồng hợp pháp và chúng ta có thể sống với nhau. Nhưng ở đây là cái góc độ tình cảm gia đình thì bạn đó nói rằng là nếu mà lấy anh thì có mỗi mình em vui mà cả dòng họ em không ai vui thì điều đó em không chấp nhận được. Thì cái đó em cũng chịu thua.
Cho nên là em tùy bạn là ở cái chỗ đó. Vâng, cảm ơn bạn những chia sẻ rất chân thành để cho tất cả mọi người có thể hiểu hơn về con người của bạn. Và hy vọng hôm nay nếu như bạn tìm thấy được một tình yêu trong chương trình Chân Ái thì sẽ được quan viên hai họ đồng lòng và chúc phúc cho bạn. Bạn cầm tinh con gì? Dạ em 7-8 là con ngựa. Con ngựa, tôi hỏi luôn, chốt luôn cho tiện. Hỏi luôn hai cô. Em cầm tinh con gì? Dạ em tuổi mùi. Em tuổi dậu anh. Dậu. Thìn tuất sửu mùi. Tí ngọ mẹo dậu. Ở thế là thôi rồi, ta đã xa nhau. Hỏi chi vậy cho nó khó khăn đầu tiên à? Hỏi là để nếu xác định thì phải xác định khó khăn ngay từ đầu. Và chúng ta phải nhớ một điều, hôm nay đang mở ra một hướng mới, mở ra một cơ hội mới. Còn cái cũ đã qua nhiều năm rồi. Hôm nay tôi hỏi bạn Hồ là bạn đến đây với mục đích tối cao là gì? Dạ, mục đích tối cao khi em đến đây đó là tìm một nửa còn lại của mình, làm vợ. Mình là Phạm Thị Thùy Trang, sinh năm 1981. Hiện là một người mẹ đơn thân. Mình hy vọng tìm được một người có tấm lòng bao dung, chân thành và đặc biệt là yêu thương trẻ con. Đối với mình, người thân trong gia đình, nhất là con trai của mình, sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Nên hy vọng tại chương trình Chân Ái, mình sẽ tìm được chân ái. Hiện nay là nhóc con nhà mình là bao nhiêu tuổi đó Trang? Dạ bé gần 3 tuổi. Cho Tường hỏi một chút xíu là cái mối quan hệ của ba bé với bé hiện tại là như thế nào? Có thường xuyên chăm nom hay... Bé không có ba. À bé không có ba, xin lỗi em nha. Là bây giờ là con đang sống với em, có ông bà không em? Dạ bé hiện tại thì sống với bà ngoại ở quê. Em thì ở thành phố làm, cuối tuần em về. Chị thấy là con cũng lớn mà một thời gian cũng dài như vậy. Thế trong thời gian qua em không tìm thấy một người nào để mà cùng đồng hành với mình trong cuộc sống hay sao? Dạ cũng có nhưng mà người ta cũng dối. À người ta đã có rồi xong người ta quen mình à. Và mình phát hiện ra kiểu cái đối tượng đấy là đối tượng giống tôi ấy. Không, cái gì giống anh trong này nữa? Tức là người ta có gia đình rồi. Người ta dối gạt mà anh thì cũng là người dối gạt. Không à? Không, ý là người ta rơi vào hoàn cảnh như tôi nhưng mà cư xử làm sao như tôi được. Vậy thì ngày hôm nay em mong muốn và khao khát tìm được một cái người đàn ông như thế nào? Em cần một người chân thành, sống nói chung là không giả dối và biết thương con nít. Nếu như em tiến thêm bước nữa thì con em vẫn gửi cho ngoại hay là em sẽ đem con em về sống chung với mình? Thì em vẫn để con ở với ngoại. Nói chung là em muốn bé có cái tuổi thơ sống ở quê, nó giàu gì không khí nó trong lành hơn ở thành phố này, bốn bức tường nó ngột ngạt. Cái điều gì em còn quan ngại ở cái người chồng tương lai của mình không? Nói chung em không thích cái người đó không có lòng vị tha, với chỉ biết mình thôi mà không biết những người xung quanh á. Phải thấu hiểu và chia sẻ đúng không ạ? Đó là một mong ước rất là chính đáng. Chào em, anh là Hoàng Tùng. Năm nay anh 31 tuổi và hiện tại anh đang là dancer tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống, anh rất thích nhảy. Nhảy không chỉ là niềm đam mê từ nhỏ mà còn là nguồn sống, là hơi thở của anh. Và trong tình yêu, có lẽ anh hơi khắt khe, khó tính với bản thân mình. Thế nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được một người phù hợp. Hy vọng đến với chương trình Chân Ái, anh sẽ tìm được một cô gái mà bấy lâu nay anh chưa được gặp mặt. Em ơi, đợi anh nhé. Chào em. Từ nãy tôi thấy Tùng ngồi với vẻ trầm ngâm. Dường như bạn vẫn còn e dè một điều gì đó. Bạn chưa nói rằng bạn đã có mối tình nào chưa? Tính ra từ cái thời mà em còn vừa học 12 xong rồi học đại học á, thì đến bây giờ thì em có rất là nhiều mối tình. Nếu mà đếm thì nói thật với là mọi người là không nhớ hết. Rất thẳng thắn và thật thà. Nhưng mà mỗi mối tình nó chỉ có khoảng tầm 2 năm mấy là cao nhất. Em đã gặp được rất nhiều loại người, rất nhiều tính cách. Nói chung là em đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Cho nên là
đến mãi tận vài năm thì gần đây thì em lại không có muốn tập trung vào cái chuyện yêu đương nữa. Thì đối với em cái chuyện yêu đương bây giờ trước khi em đến chương trình này là em để qua nó một bên. À, không quan tâm nữa. Em chỉ quan tâm đến sự nghiệp và đến khi nào mà em có thể đồng cảm được với một người nào đó. Và đúng với những gì mà em mong muốn thì em sẽ có một cái kết happy ending hơn. Dạ. Thế vì sao lại quan tâm, vì sao lại đến chương trình? Em nghĩ là tại vì em cũng coi nhiều cái chương trình hẹn hò như thế này. Thì em cũng thấy thú vị, em muốn thử là nếu mà mình ở một cái vị trí nào đó, trên một cái chương trình nào đó mà mình có thể nói ra được những suy nghĩ của mình á, thì nó như thế nào. Biết đâu được hôm nay em thử nó lại là một điều sáng suốt chính xác của em. Và tôi xin khẳng định với bạn, bạn có mặt ở đây đã là một quyết định đúng đắn của bạn rồi. Tôi xin hỏi nữ ca sĩ Cẩm Ly một chút, chị có linh cảm điều gì với bốn người tham gia chương trình? Theo như mà chia sẻ của bốn người á, thì mình thấy thật sự rằng bốn bạn này rất là khát khao để tìm được một nửa của mình, để có thể đi tiếp cái chặng đường phía trước mặt với những cái vết thương, và họ muốn tìm một cái điểm tựa cho đến cuối đời của mình. Thì trong cái chia sẻ của bốn bạn này, mình hy vọng trong ngày hôm nay thật sự là sẽ có một happy ending, mà hy vọng, rất là hy vọng luôn. Long Hồ, cho Tường hỏi là hôm nay mình đến chương trình có người thân của mình đi theo ủng hộ không ạ? Dạ có thưa chị, mẹ thì mất rồi, còn ba thôi, mà ba cũng tuổi già yếu rồi, ở dưới quê. Thì ở trên đây có một người anh họ cũng là đồng nghiệp gần 20 năm của em, hôm nay có đến với chương trình. Dạ, chào anh. Anh em đồng nghiệp mà lại làm việc chung trong một cái nơi 20 năm, chắc chắn anh hiểu rất rõ về anh Long Hồ. Thế có bao giờ anh Hồ chia sẻ với anh những cái nỗi niềm khát khao của anh trong việc tìm kiếm một cái tình yêu chưa ạ? Anh Hồ có tâm sự, vui có, buồn có. Nhưng mà mình nói thì anh thua anh Hồ thôi. Là anh Hồ thì nhận xét thì bạn cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái người mà tâm đầu ý hợp với anh chắc là chưa hợp với anh thôi. Chứ nói nếu nói là anh Hồ không có bạn gái thì không thể tin được với cái ngoại hình, sắc dốc và cái công việc làm hiện nay của ảnh. Vậy theo anh nhận xét, anh Hồ có phải là một người quá khó tính và khắt khe và cầu toàn trong tình yêu hay không? Cái đó chỉ có trời biết được thôi. Bản thân anh tới 45 tới anh mới lập gia đình. Con anh năm nay mới có 12 tuổi thôi. Đó, anh cũng như anh Hồ thôi, khác gì đâu. Thế họ thân nhưng mà chưa thiết nhá. Có thể rất thiết, rất thân rồi nhưng chưa muốn bộc lộ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh với những chia sẻ đầu tiên. Dạ, chúng ta sẽ còn từ từ khai thác. Dạ, còn từ từ khai thác. Trang ơi, hôm nay em đi với ai vậy Trang? Đi với hai bé làm chung. Em xin chào anh Xuân Bắc, anh xin chào chị Cát Tường. Dạ, em là Ngọc Anh. Em làm chung với chị Trang cũng được 5 năm rồi. Theo như em nghĩ, hai chàng trai đang ngồi đây, liệu có chàng trai nào phù hợp với cái mẫu người, phù hợp với cái tiêu chí của Trang hay không? Dạ, theo em thì em thấy có rồi đó. Chúc chị sẽ tìm được người chân thành nha chị. Cảm ơn em. Thế còn Cầm, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Dung Bách và chào tất cả khán giả. Em tên là Võ Triều Tiên, là bạn của Ngọc Cầm. Đến với chương trình hôm nay là hai chị em đến từ Cà Mau. Thế bao giờ thì mình sẽ quay trở về Cà Mau? Dạ sáng ngày mai ạ. Wow, rất là vất vả rồi rủi. Bây giờ đêm nay cô ấy tìm được chân ái của mình, ngày mai cô ấy để em về một mình, em có buồn không? Dạ không ạ, nếu vậy thì em cũng chấp nhận về một mình. Tại vì thì, mục đích của Cầm lên đây là muốn tìm một nửa của mình. Mà nếu đã tìm được thì em cũng rất là vui khi mình được tham gia được chương trình mà bạn mình tìm được một người mà như ý. Em có nghĩ rằng trong hai chàng trai này sẽ có một ai đó có thể phù hợp với Cầm hay không? Dạ em cũng thấy là có một người phù hợp. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn Cát Tường. Như vậy là những người thân của Cầm, của Trang ít nhất là cũng bật mí một chút là đã có đối tượng rồi. Điều đó khích lệ chính chúng ta ấy, những người làm chương trình ấy, là hăng hái hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa. Biết đâu sẽ có cái happy ending. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay, chúng ta cùng đến với phần 2, chạm mặt. Vừa rồi mới chỉ được nghe, bây giờ sẽ được nhìn. Ở những số lần trước chúng ta cũng đã thấy, ngay từ phần này khi các bạn đưa ra quyết định thì các bạn đã gửi gắm thông điệp trong đó. Và bây giờ sẽ là lúc mỗi người hãy lựa chọn một người là đối phương của mình. Và hãy cho chúng tôi biết các bạn muốn nhìn điều gì ở người đó. Một chi tiết trên mặt, mũi, miệng, mắt hay dáng hình, nhưng chỉ ở phía đằng sau. Và bây giờ xin mời Trang.
Em hãy đưa ra sự lựa chọn của mình trước. Dạ, em muốn nhìn đôi mắt của anh Hồ. Xin cho tôi nhìn thấy cặp mắt của anh Long Hồ. Đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói nên không ai biết. Bạn Trang đã được xem đôi mắt của anh Hồ. Và tôi xin hỏi cảm nghĩ của bạn Cầm thế nào? Nhìn qua đôi mắt ở trên hình thì em nghĩ anh là một người đa sầu đa cảm. Và là một người sống nghiêng về nội tâm hơn, ít bộc lộ cảm xúc của mình qua bên ngoài. Đó là suy nghĩ của em. Cảm ơn em. Tùng ơi. Dạ. Em muốn xem cái gì của ai? Em muốn xem cũng là đôi mắt của bạn Cầm. Xin mời cho tôi xem đôi mắt của bạn Cầm. Không khác gì Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Ghét Cách. Anh Long Hồ, anh có cảm nhận gì về đôi mắt của bạn Cầm? Nếu mà để nhìn đôi mắt không thôi thì cũng chưa có thể đoán hết được về một con người. Tuy nhiên thì với đôi mắt ấy thì họ thấy có một cái sự hiền lành và chân thật. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mở cửa sổ chưa nhìn thấy. Được rồi, tí nữa sẽ mở cửa chính. Anh cứ yên tâm. Thế bây giờ hỏi luôn anh đi. Anh Long Hồ, anh muốn nhìn thấy gì? Trang muốn xem cái đôi mắt của Hồ. Thì bây giờ Hồ cũng xin phép được xem lại. Một là ảnh hồi nhỏ của Trang. Hai là hình chụp từ phía sau. Vậy thôi. Mời phòng máy cho xem hình lúc trẻ của Trang. Uầy. Cái này hồi trẻ nè. Có bé đâu. Ở đây là bé trẻ. Vậy thì thành công đấy. Trang ơi, hồi này là năm bao nhiêu tuổi em? Em học 12. Đây là một cái tấm ảnh mà cái thời học sinh thì cái thời này là cái thời đẹp nhất thì họ cũng thấy bạn cũng rất là xinh. Ôi bây giờ còn khác hẳn luôn. So với ngày xưa và bây giờ như kiểu là cài lại Win ấy. Giao diện khác hẳn luôn. Và người cuối cùng đó là bạn Cầm. Em muốn xem dáng người của bạn Tùng. À, dân là dancer. Để xem dáng người đằng sau như thế nào nha. Tùng ơi, em có thể đứng lên ấp mặt vô tường và tạo dáng. Vô một cái dáng nào đó, anh chụp cho thấy giòn người ta dài lên nha anh Xuân Bắc. Tôi phải nói thật, bạn đứng cái dáng này trông như Tom Cruise. Quách Phú Thành, đây là Xuân Bắc. Thôi, được rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã có thêm được một vài cái dữ liệu nữa rồi. Bây giờ Tường sẽ cho quý vị thêm một sự gợi ý nữa từ ban cố vấn. Anh Vi, nãy giờ anh chưa nói một điều gì cả. Thế thì theo một cặp mắt nhiều kinh nghiệm tình trường của anh, thì anh nghĩ rằng trong bốn nhân vật chính của chúng tôi ngày hôm nay, liệu nãy giờ có trái tim ai đang loạn nhịp hay là có một cái chút gì đó nó run rẩy hay chưa? Anh nghĩ riêng phần của anh á, thì anh có chút xíu, anh nghĩ về bạn Hồ. Anh có một bài hát, cái bài tên là Chỉ Tại Duyên Số. À, đúng không? Đúng rồi. Dần thân tí hỡi tứ hành xung, tí ngọn mẹo dậu ai đời lấy nhau. Lấy nhau. Anh viết cái bài đó là để nói về cái kỷ tuổi hai bên gia đình. Rồi nhưng mà cuối cùng hai bạn đó tự đến với nhau. Tuy anh viết như vậy, bật mí nhỏ là anh với bà xã anh cũng kỷ tuổi. Nói chuyện với nhau chừng tới câu thứ tư, thứ năm thôi. Thứ sáu là không được. Biết thường thường nói tới câu thứ ba, thứ tư là ngưng à. Là tự động một người đi bên này, đi bên kia. Và bằng chứng là tới ngày hôm nay là hai bé là bé Thỏ bé La là 13 tới 15 rồi. Nên ở đây nó còn một cái nữa là có một cái chữ duyên trong đó nữa. Chứ không thể nào mà nói là hôm nay thành hay là ngày mai thành hay là không thành với nhau. Thì hôm nay đến nay là anh thấy về phía của Hồ cả hai cô đều được. Em xin chia sẻ luôn, vợ chồng em cũng là Thìn Tuất Sửu Mùi, nằm trong tứ hành xung. Tôi cũng chứng minh nhiều tuổi hợp nhau vẫn bỏ nhau như thường. Đúng. Cầm ly chuẩn luôn, đúng không? Thì đấy, mình do là, mình mà, mình do mình là minh chứng sống. Đúng. Chương trình bắt đầu vào thì là mình đã xác định rồi, nhưng mà để mình coi mình đoán có đúng hay không. Nhưng mà mình không biết là có ending thiệt hay không thì mình không dám nói trước được. Tại thường thường ông bà nói trước bước không có qua. Nếu mà chút nữa thật sự là nó như vậy thì quá là hay. Mình nghĩ rằng cả Cầm, cả Trang cũng như Hồ với Tùng, đặc biệt là Ly nói về hai bạn nữ đi. Ly nghĩ rằng nếu mà cái chân ái mà bạn tìm được á, nếu bạn chọn đúng, Ly nghĩ nó sẽ rất là bền. Tại vì ai cũng vậy, giống như Cầm đã chia sẻ, mình đã trải qua một lần, mình đã biết được tất cả những cái này kia, thì cái gì thứ hai mình sẽ rất là trân trọng. Cũng giống như Hồ là đã trải qua, mình đã biết được những cái gút mắt, những cái khó khăn. Đặc biệt là Hồ thì bây giờ đã lớn rồi, cái khoảng thời gian trải nghiệm của mình cọ sát nó rất là nhiều. Thì khi nếu mà thật sự bạn mà chọn đúng được cái người giống như hôm nay thì chắc chắn nó sẽ bền, bạn phải hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà đúng giống như là Cầm với lại Trang nói là bây giờ
cần cái sự vị tha rất là nhiều. Vị tha cho cái quá khứ của mình. Nhưng mà Ly nghĩ nếu mà đến đây chúng mình đã, trước tiên là mình đã bộc lộ và mình đã chân thành hết trơn, mình nói ra hết thì đã biết nhau hết rồi, đâu còn gì nữa đâu để mà giấu giếm. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ rằng mình phải biết nương nhau một tí xíu. Cuộc sống hôn nhân không có cái gì màu hồng cả. Nên nhớ đừng có thần thánh quá hôn nhân. Đừng đưa ra một cái mẫu, một cái gì mà nó đẹp quá. Tại vì thật sự nó không phải như vậy. Khi là mình là tình cảm, giống như Ly nói đó, tình cảm trai gái với nhau là nó khác nha. Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, nó có rất là nhiều điều xảy ra. Cho nên là mình phải biết nhúng nhường trong cái cuộc sống hôn nhân giữa vợ chồng thì nó mới bền. Còn nếu mà mình mà hai người cùng cái tôi nhiều quá thì chúng ta không thể nào mà vun đắp được. Giống như Ly nói với Ly với anh Minh, hai người là khắc khẩu nha, tại vì kỵ. Cho nên mình tự ngầm hiểu, rồi mình cũng phải biết khi nào mình phải lắng xuống. Và nhiều khi tụi Ly không nói nhau ra bằng lời, nhưng mà mình sẽ thấu hiểu nhau qua cử chỉ, hành động, mình sống, mình hiểu nhau. Cho nên là cái đó là các bạn phải tự dung hòa, chứ để cái tôi mình cao quá thì nó sẽ không tìm được hạnh phúc. Xin cảm ơn Cẩm Ly rất nhiều. Mà tôi muốn nói về bạn Trang. Trang chưa từng, đúng không Trang? Em nói kỹ về việc này cho mọi người xem. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Mời em. Đúng là em chưa từng kết hôn. Do là qua hai mối tình, nói chung là mình bị lừa dối nhiều. Cái thời gian mình quen cái hai mối tình đầu á, có lẽ mình quan tâm người ta nhiều quá nên người ta sợ hay sao. Đi một cách giống như là không lời từ biệt á, không biết lý do luôn. Nên là thôi, em nghĩ em cũng lớn rồi, 37 tuổi rồi, biết sau này mình có gặp ai nữa không, biết sau này mình có cơ hội để mình có con nữa không. Thì lớn tuổi rồi, có nhiều cái vấn đề xảy ra, tìm con trước. Và một câu hỏi tế nhị, bạn có thể không trả lời. Bạn tìm con bằng cách nào? Em tìm tinh trùng á. Cảm ơn em hỏi, vì đó cũng là một điều rất quan trọng. Hồi nãy chị có hỏi là ba của đứa bé nó có thường xuyên lui tới hay là thăm hỏi gì không. Đó cũng là điều mà cái người chồng sau của bạn rất quan tâm. Và hôm nay là một cái thông tin là bạn ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và tự quyết định cuộc đời của mình và tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và bạn ấy có một đứa con cho riêng mình theo cách mà bạn ấy đã chọn lựa. Qua một khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã có rất nhiều thông tin từ phía những người tham gia chương trình Chân Ái. Tôi tin vào giờ phút này đã có lúc trái tim của ai đó đã loạn nhịp. Tôi cũng tin vào phút này ít nhất những người tham gia chương trình cũng đã xác định được đối tượng mình đang hướng tới. Và bây giờ sẽ là một phần vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ có 5 giây để quyết định xem có đi tiếp hay không. Sau 5 giây mà anh Xuân Bắc đưa ra nhé, ai tiếp tục muốn bước vào vòng trong để tìm thêm cho mình những cơ hội để có thể tìm hiểu những người cùng tham gia chương trình với mình ngày hôm nay thì chúng ta đứng lên ngay vị trí của mình. 5 giây trôi qua, các bạn không đứng lên có nghĩa là các bạn muốn rời khỏi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi luôn trân trọng những quyết định của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đó. 5 giây bắt đầu. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những môi tình. Và tan vỡ sơn xanh sắp hết những ngày thôi không còn. Ba người đứng lên, một người ngồi. Đồng nghĩa với việc là bạn Tùng chưa có một cái rung cảm, chưa có những cái cung bậc cảm xúc mà nó vang lên trong trái tim của bạn ấy ngay trong giờ phút này. Đó là một cái quyết định mà chúng tôi cũng rất là trân trọng. Cảm ơn một lần nữa vì bạn Tùng đã dành thời gian đến với chương trình. Và hy vọng rằng một ngày gần đây nhất bạn sẽ tìm thấy một nửa yêu thương của mình. Chúc bạn được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình nhé. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có ba người tham gia chương trình. Họ sẵn sàng đến với những phần tiếp theo. Đây là một tín hiệu tốt, tín hiệu mừng. Chúng ta chuẩn bị đón chờ những phần tiếp theo của Chân Ái. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với phần thứ 3 của chương trình Chân Ái. Đó chính là tìm. Và bây giờ sẽ là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ có quyền quay lại nhìn nhau
gửi ánh mắt cho nhau. Các bạn cũng lưu ý, mọi rung động trái tim của các bạn đều được chúng tôi ghi lại. Và một lát nữa chúng ta sẽ kiểm chứng xem ánh mắt, nhịp đập trái tim đã cho cái sự tương tác với nhau là bao nhiêu. 3 2 1 Cái mộng mơ đi tìm người cùng anh trên áo hoa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi phố phòng tràn ngăn với những mơ hồ. Và trong vỡ xuân xanh sắp hết những lần thôi không còn nghĩ ngờ. Xuống phố môi tôi xóa quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Rất khó. Tôi thấy khổ nỗi là gì. Anh Hồ anh nhìn. Xong cuối cùng anh không biết nhìn đâu. Anh thôi nhìn vào giữa cái ghế rồi anh chớp mắt. Cho Tường hỏi, khi mà quay lại, cái suy nghĩ lóe lên trong đầu anh đầu tiên là gì? Thì cái suy nghĩ đầu tiên là hai bạn này cũng không có gì khác biệt lắm, cũng giống như trong cái suy nghĩ của mình là hai bạn này rất là xinh đẹp. Anh nghĩ ai là Trang và ai là Cầm? Hồ nghĩ chắc bạn này là Trang, bạn này là Cầm. Đúng là một quyết định của một người đàn ông tinh tế. Sáng suốt, 42 tuổi đời, 42 năm kinh nghiệm. Yeah. Quá hay luôn. Chào Cầm. Khi mà quay trở lại ở cái nhìn đầu tiên với anh Hồ thì không biết Cầm nghĩ điều gì? Thì em thấy anh là một người chín chắn nhưng mà cũng có hơi cái sự khó tính trong đó. Có hơi sự nghiêm khó tính. Khắc. Nghiêm khắc. Người ta chưa làm chứ người ta cười nụ cười rạng rỡ vậy mà nói người ta khó tính với nghiêm khắc. Thôi được rồi. Em cảm giữ nguyên cảm xúc đó. Chào Trang, cảm nhận đầu tiên của Trang về anh Long Hồ là gì? Em cảm thấy anh là một người chững chạc, phong độ, với em là vậy. Vâng, đó là cảm xúc khi vừa lần đầu tiên nhìn thấy anh Long Hồ. Cảm xúc của em sau khi nghe anh Hồ phát biểu? Dạ em... không biết nói sao nữa. Tinh tế giống anh như anh Xuân Bắc nói không? Anh hơi vội. Anh hơi vội. Sao lại vội nhỉ? Em cũng chưa hiểu ý của Trang. Anh cũng chưa hiểu ý của được, Trang. Thế thì cho thêm ý của Cầm. Nói chung là anh nhìn chưa có sâu sắc lắm. Chưa có sâu sắc. Rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi. Cát Tường ơi, thôi, việc này đến đây là đủ nhá. Dạ vâng. Và tôi xin thông báo với anh, đây là Cầm và đây là Trang. Không sao cả, không sao cả. Bây giờ anh có thể phát biểu lại cảm xúc, cảm nhận của anh về Trang và về Cầm. Xin mời anh. Thật ra thì chỉ nghe giọng thôi, không có thấy hình thì cũng không biết được. Nhưng mà nghe qua lời nói cũng như là những hình ảnh mà thấy được thì Hồ đoán thì hai bạn này cũng rất là xinh xắn, cũng rất là dễ thương. Vậy thôi, còn riêng về cái cảm nhận cá nhân á, thì nếu mà hai người gặp nhau, có dịp để trò chuyện với nhau nhiều thì chúng ta mới cảm nhận hết về nhau được. Chứ còn chỉ qua một cái nhìn thôi mà để đón người ta như thế nào thì cái đó thật sự rất khó. Và khi quay lại em nhìn sai cũng là chuyện rất bình thường anh. Đúng, chính xác. Hồi nãy chưa biết, không sao cả. Bây giờ biết rồi, càng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Kẹo không thôi cô ấy nói mình nóng vội. Bây giờ thì anh đã biết hai người phụ nữ ngồi trước mặt anh, ai ở vị trí nào, ai hoàn cảnh ra sao. Anh nhớ hết những câu chuyện nãy giờ chúng ta chia sẻ đúng không ạ? Dạ nhớ. Bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn thêm một trải nghiệm. Ngay bây giờ đây trên sân khấu của Chân Ái, một bản nhạc êm ái sẽ vang lên. Chúng ta sẽ cùng nhau bước ra để cùng khiêu vũ. Ba bạn thân mến, chúng ta đã được nhìn, chúng ta đã được nghe. Bây giờ sẽ là những cái động chạm cần thiết trong khuôn khổ chương trình để cảm nhận nhịp tim, nhịp thở của nhau. Và ở đây các bạn hoàn toàn có quyền quyết định và đưa ra cơ hội cho chính mình.
có đúng không? Nửa bản đầu ta nhảy với người này, nửa bản sau ta khiêu vũ với người khác. Cũng chưa biết thế nào. À không thì là không ai khiêu vũ với ai cả, ba đứa nhìn nhau chơi. Cũng là một ý kiến hay. Đấy, thì vậy. Tất cả chúng ta đều có cơ hội ngang nhau để mà có thể nắm giữ, để có thể tạo ra cơ hội cho chính mình. Trong chương trình Chân Ái hôm nay không còn gì hợp hơn âm nhạc với giọng ca của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Thấy điện đã chạm rồi đó. Chạm rồi. Mà điện sạc từ lưa luôn chị ơi. Không, thực ra cái bài hát này á, mà khi mình hát trong cái chương trình ngày hôm nay, mình không có ngờ những cái câu hát trong đó nó quá là hợp đối với hai bạn gái này luôn. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi. Nhất là phụ nữ mà chị. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cái ending. Khi yêu, yêu một người thôi, ngày vui hai đứa chung đôi đó. Đặc biệt chương trình hôm nay Ly rất mong là có một cái happy ending giống như lúc đầu Ly đã chia sẻ. Em cũng đang hy vọng như vậy. Và cảm ơn thông điệp mà chị Cẩm Ly đã chia sẻ với chương trình qua bài hát của mình. Xin cảm ơn. Tôi phải nói thật, đúng là cánh đàn ông chúng ta đến một lứa tuổi nhất định của những con người từng trải luôn có những cái cử chỉ, những cái hành động vô cùng hợp lý. Ngay từ đầu bạn bước ra trên nền nhạc vô cùng quyến rũ, mời bạn Trang nhảy, rồi sau đó thì có mời Cầm nhảy. Từ tốn và điềm đạm. Anh ấy còn đi dạo một vòng để làm gì à? Để xả hết cảm xúc với người trước. Hay. Rồi lúc đó mới tiếp nhận cảm xúc của người sau. Như vậy thì nó mới rõ ràng và chính xác. Tôi biết là trong anh đã có lựa chọn nghiêng về một bên X nào đó. Nhưng ít nhất với cử chỉ trân trọng, tôn trọng phụ nữ và những điều họ dành cho mình, đã xứng đáng để anh được nhận một tràng vỗ tay thật lớn từ phía quý vị. Quá tuyệt. Và bây giờ, trước khi những người tham gia trong chương trình hôm nay đưa ra lựa chọn cuối cùng, thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem cái sự khăng khít trong cảm xúc của anh Long Hồ với từng bạn nữ trong chương trình. Trước tiên tôi muốn xem kết quả trùng khớp giữa Long Hồ và bạn Trang.
Xin mời. 74,8%. Cao, cao đấy. Em mong muốn cái phần trăm giữa em và anh Long Hồ là bao nhiêu? Dạ, phần trăm đó thì em không có đặt nặng nhiều, chủ yếu là cái cảm xúc thôi. Phần trăm vẫn chưa thể hiện lên được gì. Không thì anh đang hỏi là em mong muốn bộc lộ từ cảm xúc của em thông qua cái việc đo của máy này. 70% trở lên. Và ngay bây giờ, không để chúng ta chờ đợi lâu nữa, và đây là kết quả giữa Long Hồ và bạn Cầm. Xin mời. 64,7%. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này tôi cũng xin chia sẻ thực là chiếc máy của chúng tôi đang sử dụng nó đưa ra con số như thế này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của máy. Ủa, máy mà có cảm xúc à? Thế mới gọi là máy được chế tạo bởi những kỹ sư đáng yêu. Các bạn cũng đã có thêm những dữ liệu để đưa ra quyết định của mình ngay tại vòng này. Nếu các bạn đã sẵn sàng và muốn hẹn hò với ai đó thì hãy ghi tên người ấy vào trong tấm bảng của mình. Nếu là sự lựa chọn giữa A và B bằng cảm xúc, bằng con tim, chưa bao giờ là dễ dàng. Và không phải đơn giản mà chúng tôi đưa ra việc trên nền âm nhạc các bạn cùng nhảy với nhau. Bởi vì trong thực tế, thưa quý vị, nhìn có vẻ thích, nói chuyện có vẻ hay, nhưng càng tiếp xúc gần thì đôi khi cảm xúc nó thay đổi. Ở đây tôi không muốn mọi người có thay đổi cảm xúc. Tôi chỉ mong muốn mọi người ghi đúng những gì mình cảm nhận về đối phương và mong muốn đi tiếp hay không. Đối tượng là ai? Và bây giờ 5 giây cho các bạn bắt đầu. 5 4 3 2 Nghĩ kỹ đi. Hãy lựa chọn. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta hãy xem, suy nghĩ và quyết định sự lựa chọn của các cô gái chúng ta là như thế nào. Tôi đã đứng gần cạnh Trang, một người phụ nữ mà ngay từ đầu với những chia sẻ của cô ấy đã làm cho tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi cũng là một người rất thích có nhiều con, nhưng trong bao nhiêu năm qua tôi muốn nhưng tôi không dám làm, bởi vì tôi không tìm được một người đàn ông cho mình. Nhưng cô ấy không chờ đợi điều đó và đã tự quyết định cho số phận của mình. Em đã thật sự suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình hay chưa? Dạ chín chắn. Chị vẫn hỏi lại, mục đích em đến đây là khao khát để tìm kiếm một tình yêu cho mình. Dạ đúng rồi. Chị tin rằng từ nãy đến giờ em cũng có những rung động thiện cảm với anh Long Hồ, đúng không? Dạ. Yeah. Xin em hãy xoay bảng cho mọi người xem kết quả của mình. Thế tại sao giờ phút cuối, cái giờ phút mà quyết liệt nhất để chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội để có một cái hạnh phúc của mình, thì em lại bỏ trống cơ hội này? Em chưa cảm nhận được. Chưa cảm nhận được tình cảm với anh ấy. Dạ đúng rồi. Tôi hiểu, tình yêu không phải là một thứ dễ nắm bắt. Và tôi cũng hiểu một người phụ nữ ở lứa tuổi như em cần sự chắc chắn như thế nào. Chắc chắn trong quyết định, chắc chắn để bắt đầu một mối tình, chắc chắn cho sự thay đổi tương lai của em và con em. Cảm ơn em với quyết định. Cảm ơn em. Đưa ra. Cảm ơn em. Bây giờ thì mời Cầm và cả Long Hồ cùng đưa ra kết quả của mình nhé. 1 2 3. Điều đó có nghĩa là cặp đôi Long Hồ và Cầm
đã quyết định hẹn hò với nhau ngay trong chương trình Chân Ái. Mời hai bạn bước ra trước, hãy đến gần nhau hơn. Trao cho nhau đi, đây là kỷ niệm đẹp. Chúng ta đã đến với phần tìm. Dường như họ đã thấy và cảm nhận tình cảm của nhau. Cầm, cảm xúc của em bây giờ thế nào? Dạ hiện tại thì em hơi bị run ạ. Hơi bị run. Anh Long Hồ. Trước hết thì Hồ cũng cảm ơn. Cảm ơn bạn Trang, cảm ơn bạn Cầm. Như anh Xuân Bắc anh gợi ý rồi, tình yêu phải bắt nguồn từ cái cảm xúc. Và cái cơ hội mà để nắm bắt cái cảm xúc đó là một cái bản nhạc chị Tư Cẩm Ly hát rất là hay và đã có cơ hội cho Hồ dìu dắt cả hai bạn cùng tham gia chương trình. Và như vậy thì Hồ cũng phát hiện ra cái cảm xúc của mình dành cho ai nhiều hơn. Lúc đầu thì Hồ nghĩ là bạn Trang sẽ có nhiều cái điểm mà Hồ cảm mến hơn, là vì cảm phục cái sự dũng cảm của bạn khi bạn một mình bạn sẵn sàng bạn nuôi con. Thì đối với Hồ, cái chuyện mà có con hay không có con, điều đó nó không quan trọng, bởi vì con nít mà mình thương nó thì nó thương mình thôi. Và cái quá khứ của mỗi người ai cũng có, khi mà đến với nhau mình chỉ biết cái hiện tại và tương lai thì nó tốt hơn, còn cái chuyện quá khứ thì thôi hãy khép lại. Nhưng ở đây Hồ chọn là Hồ chọn vì cái cảm xúc, thì Hồ nghĩ Hồ có cảm xúc với lại bạn Cầm hơn. Vâng, cảm ơn. Đó là những cảm xúc rất chân thành của hai con người đứng trước mặt của chúng ta. Và trước tiên thì tôi cũng xin thay mặt chương trình gửi một lời chúc sức khỏe cũng như là những điều may mắn nhất sẽ đến với Trang trong tương lai gần. Và em sẽ cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, Trang nhé. Yeah. Phải luôn luôn hy vọng, bởi vì hạnh phúc nó sẽ đâu đó xung quanh ta. Cảm ơn em đã đến với chương trình Chân Ái. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ không còn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bước vào vòng cuối cùng của chương trình với tên gọi Chân Ái. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ sẽ là phần 4 của chương trình, đó chính là Chân Ái. Họ đã quyết định hẹn hò với nhau. Chị Ly, nào trước khi đến phần tiếp theo, chị thấy cái phỏng đoán của chị là đúng hay sao? Thật sự là mình cảm thấy nể phục mình thì mình tâm đắc mình rất nhiều. Lý đã nói là đi đoán từ vòng đầu rồi. À. Hai người có những cái tướng đó, trên gương mặt đó, nó có một cái gì đó. Lý có cảm giác thôi, cái đó là thuộc về trực quan của người phụ nữ thôi. Nhưng mà mình không dám nói trước. Nhưng mà vui là tại vì cái hy vọng của mình trong chương trình này, hy vọng sẽ có một happy ending. Hy vọng là cái vòng chân ái của mình nó sẽ được trọn vẹn luôn, để cái ước nguyện của mình lúc đầu nó sẽ thành hiện thực. Và cái sự phỏng đoán của mình nó chính xác thật sự. Vâng. Và bây giờ, mong muốn của chị sẽ thành hiện thực. Hai người tham gia chương trình sẽ cùng trả lời chung những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, để xem sự tâm đầu ý hợp của các bạn như thế nào. Biết đâu, qua những câu trả lời thế này, tình cảm lại thêm khăng khít. Câu hỏi đầu tiên: nửa đêm hai bạn đang ngủ mà em bé khóc, thì ai sẽ là người dậy thay bỉ? 5 giây bắt đầu. Xin mời anh đọc lớn lên kết quả của mình. Thì nếu mà hai vợ chồng cùng ngủ và con cũng đã ngủ, thì khi bé khóc thì ai nghe bé khóc trước thì người đó phải làm nhiệm vụ thôi. Rủi tôi nghe khóc trước đó mà tôi làm bộ không nghe đó, tôi muốn đùa đẩy cho chồng tôi thì sao nè? Này, hả? Không phải hỏi em đâu. Thì chị cứ giả bộ ngủ đi, khi đó mà em nghe thì em sẽ tự làm. Ôi này chị, em gì ở đây? Có phải hỏi em đâu? À không. Hãy nghe đây này, quyết đoán đây này. Vâng, khi đó ai sẽ là người thay bỉm? Mở ra, anh Hồ. Anh Hồ, đích danh anh luôn nhá. Anh khỏi phải nói gì hết nhá. Anh cứ mặc định là Cầm ngủ và không nghe. Dạ không sao đâu ạ. Nếu mà em nghe thì em cũng sẽ làm nhiệm vụ đó thôi. Tại vì con là con chung, không có riêng ai. Nhưng mà cô ấy nghe, cô ấy vẫn không muốn dậy. Ờ đúng không Cầm? Em nghĩ ở đây thì vợ chồng chia sẻ với nhau. Thế sao em không ghi chữ vợ chồng chia sẻ mà em ghi vô cái chữ thẳng thắn luôn anh Hồ? Ờ, tại vì lúc đó em suy nghĩ cái gì thì em sẽ ghi ra cái đó. Nghĩ cái gì là anh Hồ. Đó thế thôi. Rồi tiếp. Nếu quyết định nuôi một thú cưng, mình sẽ nuôi con gì? 5 giây bắt đầu. Mấy con đấy?
Anh nuôi tới 2-3 con lận. Một con thôi. Em lấy con đầu tiên chỉ thôi. Chỉ được một thôi. Vâng. Xin mời, sẽ nuôi con gì? Con đầu tiên nhá. Vâng, thường thì nuôi thú cưng thì người ta nuôi con cún là nhiều hơn. Một chú chó, xin mời em. Cụ thể, con chó. Con chó. Câu tiếp theo, yêu nhau bao nhiêu lâu thì chúng ta kết hôn? 5 giây bắt đầu. Cái này quan trọng nha. Yêu nhau bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn? Quan trọng nha. Bây giờ bao nhiêu lâu? Bây giờ bên đây cho coi đáp án trước đi. Ok, để anh xem nào. Phải nói rất tuyệt vời, tôi phải chúc mừng bạn đấy. Bởi vì bạn đã lựa chọn được một người mà ít nhất người này rất cụ thể và quyết đoán. Dạ. Khẳng định luôn. Em mở ra. 3, 2, 1. 6 tháng là cưới. 6 tháng. Em nói rồi. Anh Long Hồ không dứt khoát. Hồi nãy ta hỏi nuôi con gì, bên kia ta còn chó. Anh còn quất cún với mèo. Thế bây giờ ta hỏi bao lâu cưới, bên kia người ta 6 tháng. Ổng còn 6 tháng đến 1 năm. Cái kiểu là cái kiểu thả lưới á. Nhưng mà kiểu này được. Đàn ông chín chắn là phần đàn ông phải tính đường tiến và tính đường lui. Bởi vì tiến có thể là tiến cho mình, nhưng lui là lui cho những người xung quanh. Tiến là tiến cho mình mà lùi cũng là lùi cho mình. Đó là một con người vừa tiến vừa lùi. Quan trọng là cầm nghĩ như thế nào về cái cách trả lời của anh. Em cảm thấy thì giữa 6 tháng với 1 năm thì khoảng thời gian của nó cũng không cách xa nhau lắm, nên em cảm thấy là nó cũng ổn mà. Cổ thích là được rồi. Lên thôi, lên không cần này. Hỏi nữa. Này, tôi có cảm giác nhá, là mình phải tổ chức đám cưới sớm sớm ấy. Chưa được không có cảm giác. Chưa được à, thế à? Kiểm tra câu hỏi rồi có trùng khớp người ta thích rồi, nhưng đó là lúc người ta đến đây. Đúng. Bây giờ người ta phải cần tìm hiểu thêm, thế là cái cảm xúc của cái người có thể là bạn đời của mình. Đúng. Trước lúc đến với chân ái họ suy nghĩ gì? Tôi nhớ rồi. Tâm thơ. Bởi vì ai đến với chương trình thì cũng đã viết một lá thư để gửi cho cái người ở trong tương lai mà chúng ta có thể gặp. Thế thì bây giờ xin mời hai bạn nói lên cái nỗi lòng của mình. Chào một nửa của anh. Anh đang hy vọng và mong chờ chương trình mang đến cho anh một người con gái đáng yêu để cùng yêu thương, chia sẻ và xây dựng. Anh đã từng yêu và hết sức trân trọng tình yêu của mình. Hãy tin anh và cho anh một cơ hội nắm lấy tay em đi hết đoạn đường còn lại em nhé. Thời gian còn lại sau này là của hai ta. Xin cảm ơn chương trình đã mang đến cho anh và em một cơ hội tốt. Chúng ta hãy trân trọng điều đó em nhé. Một nửa của em, Nguyễn Long Hồ. Xúc tích nhưng mà có ký tên bên dưới. Đúng rồi. Chịu trách nhiệm với cái lá thơ của mình. Đúng. Nguyễn Long Hồ, xin mời em. Gửi người thương tương lai. Em biết rằng anh không phải là tình đầu của em, và có lẽ em cũng chẳng phải là tình đầu của anh. Nhưng em mong chúng ta sẽ là tình cuối của nhau. Nếu anh trân trọng thì em sẽ chân thành, anh ấm áp em sẽ dịu dàng, anh thương em thật lòng em cũng sẽ thương anh như thế. Với em, thời điểm không quan trọng, quan trọng là trong lòng chúng ta có nhau. Yêu thôi thì chưa đủ, cả hai còn cần phải vì nhau dung hòa mọi thứ mới bền lâu. Cùng em thực hiện điều đó anh nhé. Vâng, họ đã gửi cho nhau. Trước là chưa biết gửi ai, bây giờ là đã biết gửi đối tượng. Tự nhiên tôi có cảm giác là mọi sự ấm áp nó đang lớn dần lên. Bây giờ tôi rất muốn anh Long Hồ, anh hãy nói thẳng với Ngọc Cầm những điều muốn nói nhất vào giờ phút này. Cầm ơi, đến giờ phút này thì thứ nhất là anh cảm ơn em đã chọn anh. Đó là một cái suy nghĩ chín chắn của em. Và anh cũng vậy, anh cũng đã suy nghĩ là anh phải chọn em. Tại vì cái cảm xúc khi mà chúng ta tiếp xúc gần đã có. Trước khi đến chương trình này, anh cũng hy vọng mình sẽ chạm tay vào cái chữ chân ái của chương trình. Nhưng có một điều, anh không muốn em thất vọng lần thứ hai. Lần thứ nhất em thất vọng trong chương trình này, đó là khi anh nhận sai về tên của hai người. Em nói anh vội vàng quá. Lẽ là chương trình hôm nay là anh sẽ nói một cái điều gì đó để chốt luôn cái tình cảm này, nhưng mà anh không muốn vội vàng giống lúc nãy. Đến với hôn nhân đó là chuyện cả đời, không phải một ngày một buổi mà chúng ta có thể có được. Và hạnh phúc như vậy mình phải trân trọng nó, chứ không thể mình tìm rồi
có được rồi mình lại không biết gìn giữ và để mất đi thì rất là đáng tiếc. Cho nên cái quyết định của anh là chúng ta sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu thêm trong vòng 6 tháng đến 1 năm để chúng ta hiểu rõ về nhau. Thì khi đó chắc chắn một điều, cái chữ chân ái nó sẽ hiện lên trong đầu của hai chúng ta. Và nếu như sau đây ai đó cầu hôn người còn lại và người còn lại đồng ý thì kết quả của việc cầu hôn này sẽ được bảo lưu trong vòng 18 tháng. Trong vòng 18 tháng đó, nếu các bạn tổ chức đám cưới, chương trình sẽ lo chi phí đám cưới cho các bạn. Và chúng tôi đang trông chờ điều đó. Nếu chúng ta đưa ra quyết định cầu hôn với ai đó thì chúng ta hãy mạnh dạn bước lên sân khấu này. Còn nếu như chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể cứ ngồi lại vị trí của mình và chúng tôi sẽ mặc định là hiểu được kết quả của các bạn đã chọn. Chúng tôi xin lưu ý khi hết nhạc là thời gian để các bạn cầu hôn cũng sẽ hết. Được yêu thương nơi cuối thanh xuân, lời hứa mãi chẳng xa rời, hạnh phúc ta lúc không vui vì đã biết chính đôi ta là hai mảnh ghép tư trên đời. Chúng ta cùng thấy nụ cười của các thiên thần. Còn nhiều thứ có lẽ chưa thấy rõ bằng thời gian, những tin nhắn không như mơ mộng, và lúc sóng gió đến toán với quên chuyện tình ta. Là mình lung lay khát vọng, xin ta hãy nhớ hôm nay trao lời ước thề. Từ chân tay, để thêm cố gắng vẫn tin yêu và bước qua. Và giờ đây khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Thế gió bằng thời gian, những tin nhắn không như mơ mộng, và lúc sóng gió đến toán vây quanh chuyện tình ta. Là mình lung lay khát vọng, xin ta hãy nhớ hôm nay trao lời ước nguyện. Từ tâm can, để thêm cố gắng vẫn tin yêu và bước qua. Và giờ đây khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong ơi. Yeah. Hôm nay trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Thưa quý vị, rất tuyệt vời, đã có lời cầu hôn đưa ra. Và chúng tôi hy vọng một đám cưới trong ngày không xa sẽ được tổ chức. Và chúng ta cùng chúc mừng cho chân ái mà Long Hồ Ngọc Cầm đã có được trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và đó là những cung bậc cảm xúc mà chương trình Chân Ái đã gửi tặng cho quý vị. Và nhớ đón xem chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây.